Hiện tại ThinkPro đang có cuộc thi Reaction ThinkPro quận 10 nhân dịp ThinkPro khai trương cửa hàng thứ hai theo tiêu chuẩn dạo bước công nghệ. Cuộc thi có giải thưởng rất là lớn là một chiếc laptop gaming HP Pavilion Gaming 15, một chiếc bàn phím cơ Keychron K3 và hai tai nghe JBL Live 200PT. Link chi tiết về cuộc thi thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video nha. Anh em enjoy ngay đi, phần quà quá là giá trị. Ok, xin chào các bạn quay trở lại với ThinkView, mình là Hưng Khúc. Trên bàn của mình đây đang là một chiếc Lenovo Legion 6. Trong ngoặc. Còn đúng ra ấy, tên thật của nó là Lenovo Legion 5 Pro cơ. Năm nay thì hơi lạ khi mà thị trường còn chưa thấy mặt mũi của chiếc Lenovo Legion 5 2021 đâu. Vậy mà chúng ta đã đón nhận một chiếc Lenovo Legion 5 Pro rồi. Mình tạm gọi vui đấy nhá là Lenovo Legion 6, bởi vì nó có quá nhiều sự thay đổi so với cả phiên bản Lenovo Legion 5 mà chúng ta vẫn thường hay biết. Mà gọi là 5 Pro thì nghe như kiểu là một cái phiên bản nâng cấp nhẹ của phiên bản 5 thường ấy. Mình nghĩ rằng cái tên của nó với tất cả những sự thay đổi của nó thì tên của nó phải khác hoàn toàn cơ. Nó có một thiết kế hoàn toàn mới, nó có màn hình 2K, 165Hz, 30 giây. Nó có một cấu hình siêu khủng của AMD và nó có những trải nghiệm hoàn toàn là khác biệt. Với tất cả những điều đó thì mình đang kỳ vọng rằng cái tên của nó sẽ phải hoàn toàn khác biệt cơ. Nhưng mà thôi, chúng ta hãy tạm bỏ qua cái tên đi. Mình nói như vậy để cho các bạn biết được rằng chiếc máy này nó có rất nhiều sự thay đổi so với cả những chiếc Lenovo Legion mà chúng ta vẫn thường hay biết. Và ok, bây giờ chúng ta hãy cùng xem nó có gì nhá. Thiết kế là một trong những điểm khiến cho mình cảm thấy rằng yêu chiếc Lenovo Legion 5 Pro này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Logo chữ Y của Legion ngay chính giữa khiến cho bất kỳ ai cũng thể nhận ra chiếc máy này giữa một rừng laptop gaming hiện nay. Hay là điều đặc biệt của chiếc máy này nó cũng có thể là sự thay đổi dễ dàng nhận thấy ở phần mặt lưng. Nó nổi khối hơn một chút, nó cá tính hơn một chút, nó không còn quá hiền như là Lenovo Legion 5 của năm 2020 nữa. Nó khỏe hơn một chút, trong khi đó thì nó vẫn giữ được sự tối giản nhất định. Rồi đến cái phần gù ra ở phía sau, nó cũng có những cái đường cắt chéo, nó cá tính hơn. Hay là những ống tản nhiệt của nó cũng được làm có design, có nét, có gu hơn. Và mình đang thực sự mong mỏi rằng Lenovo sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế này lên những chiếc laptop Legion khác được ra mắt trong thời gian tới. Ví dụ như là Lenovo Legion 5 thường hay là Legion 7 chẳng hạn. Về màn hình thì chúng ta cũng có những sự thay đổi rất là yêu. Chúng ta cũng có thể thấy là sự biến mất của logo Legion ở cạnh dưới và thay vào đó vào dòng chữ Legion nhỏ và tinh tế ở giữa mà thôi. Phần viền dưới này cũng được làm mỏng hơn, rồi đến cái chiều dọc của màn hình nó cũng được làm dài ra thêm một chút. Và chúng ta có tỷ lệ màn hình là 16:10. Đây là tỷ lệ được áp dụng trên những dòng máy cao cấp của năm nay. Tỷ lệ này vốn được tối ưu cho nhu cầu công việc. Và với một chiếc laptop vốn được coi là phục vụ cho cả nhu cầu gaming lẫn công việc thì tỷ lệ màn hình này đúng là một sự thay đổi có tính chất một công đôi việc của Lenovo. Ngoài ra thì màn hình này nó cũng có kích thước lớn hơn là 16 inch thay vì 15 inch như là năm ngoái. Nhưng mà kích thước tổng thể của máy thì nó cũng không quá lớn đâu, bởi vì viền màn hình các bạn có thể thấy là nó rất là mỏng đúng không? Không gian hiển thị rộng rãi hơn, chơi game đã hơn, làm việc đã hơn, bao quát nhiều hơn là những ấn tượng ban đầu của mình với tấm nền này. Chưa kể đây là một tấm nền có độ phân giải là 2K, IPS đem lại độ bao phủ màu cao lên đến 100% sRGB, tần số quét ấn tượng là 165Hz, tốc độ phản hồi 3ms. Màn hình còn đạt tiêu chuẩn VGA Display HDR, Dolby Vision kèm theo hỗ trợ Nvidia G-Sync và AMD FreeSync. Có thể nói rằng màn hình này nó không hề thiếu những món ăn chơi thượng đẳng của những game thủ, vừa yêu cầu độ mượt mà, vừa yêu cầu hình ảnh phải sắc nét, rõ ràng, sống động. Sự nâng cấp này đã đem lại một trải nghiệm hình ảnh trong game vượt trội hơn hẳn so với cả những chiếc Lenovo Legion 5 trước đây. Về bàn phím thì nó có một layout hay là bố cục quen thuộc so với cả những chiếc laptop thuộc dòng Legion trước đây. Hình dáng các phím cũng rất là Lenovo, hành trình phím hợp lý và đầy đủ các phím chức năng bao gồm cả cụm numpad. Và để đưa tính chất của game thủ vào đây thì hệ thống LED dưới của bàn phím là LED RGB nhấp nháy thông thường. Hơi tiếc là nó không phải là loại addressable RGB mà các bạn có thể tùy biến từng phím một. Phần touchpad của Legion 5 Pro kích thước hợp lý. Tuy nhiên thì cái lớp phủ ở trên touchpad nó lại không được làm bằng kính nên là nó không được trơn tru cho lắm. Mà cảm thấy hụt hẫng hơn nữa đó chính là mấy con tem ở đây này. Con tem dán chi chít chằng chịt lên.
Và sau khi các bạn đi mua chiếc máy này và qua cái thời gian đổi trả một đổi một mới 100% ấy, thì mình khuyên rằng các bạn hãy bóc ngay những con tem này đi, trông nó kém sang thật sự, dán nó lại còn không đều nhau nữa chứ. Rồi ok, về các cổng kết nối thì năm nay Lenovo Legion thì vẫn bố trí các cổng kết nối ở ba cạnh. Tuy nhiên là do cấu hình mới vậy nên thì các cổng kết nối ở đây nó cũng sẽ có rất là nhiều sự thay đổi và nâng cấp đáng chú ý. Sự khác biệt ở đây là gì? Đó chính là sự xuất hiện của hai cổng USB 3.2 Gen 2 dạng Type-C. Đây đều là những cổng đa dụng với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10 GB trên giây, hỗ trợ xuất hình ảnh DisplayPort 1.4. Và đặc biệt đó chính là cổng ở mặt lưng, nó còn được hỗ trợ thêm Power Delivery nữa chứ. Nhân tiện nói về khả năng xuất hình thì Lenovo Legion 5 Pro nó cũng được trang bị cổng HDMI 2.1. Nó sẽ hỗ trợ anh em xuất ra màn hình 4K 120Hz hay là 8K 60Hz. Đây là cổng xuất hình ảnh mạnh mẽ nhất mà nhiều mẫu laptop đối thủ của Lenovo Legion 5 Pro trong năm nay không được trang bị. Và có thể là những thương hiệu đó sẽ cảm thấy phải hối hận. Bởi vì cấu hình của chiếc máy này, cấu hình của năm nay là quá khủng. Và nếu như có thể tận dụng được cấu hình này thì các bạn có thể xuất ra được những cái màn hình chất lượng hơn, độ phân giải cao hơn và FPS cao hơn rất là nhiều. Ok, và cuối cùng thì mình sẽ nói về cấu hình của chiếc máy này. Legion 5 Pro nó sử dụng cấu hình là Ryzen 7 5800H 8x16 luồng, thay vì chạy đua cấu hình lên mức là Ryzen 9 giống như nhiều mẫu đối thủ khác. Theo mình thì đây là một thông tin đáng mừng đấy. Bởi vì Ryzen 7 hay là Ryzen 9 thì nó cũng không có nhiều những sự chênh lệch về mặt hiệu năng. Nó vẫn là 8x16 luồng, xung nhịp của nó thì cũng chỉ khác biệt một chút mà thôi mà. Trong khi đó thì Ryzen 7 hay là Ryzen 9 thì có thể là nó sẽ làm cho mức giá của một chiếc laptop khác nhau rất là nhiều đấy. Nên là nếu như anh em biết một chút về thông số thôi là anh em sẽ thấy yêu ngay em Ryzen 7 này. Nó vừa đủ và quan trọng hơn là nó cũng thoải mái cho hệ thống tản nhiệt hơn so với cả Ryzen 9. Giá thành thì có thể là nó cũng sẽ tốt hơn một chút đấy. Còn về cả đồ họa thì em nó sử dụng Nvidia GeForce RTX 3060. Dẫu biết rằng cái dòng 3060 này là cái dòng nhỏ bé nhất trong gia đình RTX 3000 series, nhưng mà RTX 3060 nó cũng rất là mạnh mẽ. Nó có thể giúp cho mình chiến được rất là nhiều những tựa game AAA ở độ phân giải là 2K, trong khi đó thì FPS vẫn lên trên mức là 60. Còn đối với những tựa game eSports thì mình có thể dễ dàng đạt mức là trên 165fps ở độ phân giải là Full HD một cách rất dễ dàng. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng cấu hình ở bên trong, dù không phải là cao cấp nhất, dù không phải là mạnh mẽ nhất trên thị trường, nhưng nó vẫn có thể giúp cho phần màn hình tận dụng được hết toàn bộ sức mạnh của mình, chứ không hề bị lãng phí. Và với tất cả những sự nâng cấp đó, từ thiết kế thay đổi hoàn toàn về màn hình, về cấu hình thì Lenovo Legion 5 Pro thực sự xứng đáng với chữ Pro mà game thủ mong đợi. Và đây sẽ là chiếc máy chính mình sẽ sử dụng trong thời gian tới, mình sẽ trải nghiệm để xem rằng cái màn hình của nó khác biệt thực sự như thế nào, nhiệt độ, tản nhiệt, trải nghiệm gaming của nó khác biệt ra sao, và nó có thực sự xứng đáng với mức giá của nó hay không. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi gì về chiếc Lenovo Legion 5 Pro này thì anh em hãy thoải mái đặt ở phía dưới phần bình luận nhé, mình sẽ trả lời trong video đánh giá chi tiết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.